Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa bỏ các vật thể không cần thiết ra khỏi bức ảnh trên điện thoại. Các bạn có thể sử dụng các công cụ khác như kiểu là Snap, Sketch này, PicsArt này, Photoshop Fix và Photoshop Mix. Thì ở đây mình sẽ không dùng mấy cái ứng dụng đấy và mình sẽ sử dụng một cái ứng dụng được ít người biết đến và có thể loại bỏ vật thể dường như 100% và không làm cho ảnh nó bị biến dạng hoặc là bị xấu đi. Bây giờ thì mình sẽ vào Google và link tải về ứng dụng thì mình sẽ để ở phần mô tả của video. Bây giờ mình sẽ tải cái ứng dụng này xuống nhé. Ứng dụng này có tên là Retouch. Ứng dụng này nặng khoảng 10 MB. Mình sẽ mở nó và cài đặt nó. Ứng dụng này thì các bạn không cần phải thao tác lằng nhằng như mấy cái ứng dụng mình vừa kể trên. Giờ thì mình sẽ mở ứng dụng lên nhé. Các bạn chọn vào album để chọn cái ảnh chúng ta có muốn xóa. Đây thì mình sẽ chọn cái ảnh này. Sau đó nó sẽ ở phần dưới này nó sẽ có 4 cái nút chọn. Các bạn để ý cho mình là cái nút đầu tiên nó sẽ là chọn xong rồi xóa, còn cái nút thứ hai là chọn cái là nó xóa luôn, còn hai cái kia thì các bạn kể nó cho mình. Bây giờ mình sẽ vào từng cái cho các bạn nhé. Mình sẽ vào cái nút đầu tiên này. Ở dưới thanh dưới cùng nó sẽ có 4 nút. Một nút là để cài đặt kích cỡ to nhỏ, cái nút tròn mình muốn chọn, còn cái này là cục tẩy. Cái đầu tiên này là để chọn cái vùng mình muốn xóa bỏ này. Ở đây giờ mình sẽ xóa bỏ hai đứa trẻ này nhá. Mình sẽ kéo nó đi, kéo cái phần mình muốn xóa để cho nó màu xanh nó đè lên bao trùm hết nhá. Ở góc thì nó sẽ có một cái hình nhỏ để cho các bạn nhìn rõ hơn cái phần những cái phần chi tiết mà các bạn muốn xóa. Các bạn đưa tay đến rồi xong, bây giờ các bạn bấm nút go góc này cho mình, nó sẽ ở cái thanh nờ xem chi cùng nó chạy này. Nó chạy đến 100% là ok. Đấy, các bạn có thể thấy là đứa trẻ và con trâu nó đã bị xóa mất rồi. Hình nhìn ảnh nó cũng đẹp chứ nó không phải xấu. Nếu các bạn đã lỡ tay vẽ như mình rồi thì các bạn muốn bỏ cái phần chọn này, các bạn chọn sang cái nút thứ ba, sau đó kéo xóa bỏ cái này đi là nó sẽ mất cái màu xanh, nó sẽ xóa bỏ hết này. Còn cái ở cái chọn thứ hai nó sẽ là chọn theo hình. Bây giờ mình sẽ vẽ hình tròn này, nó sẽ chọn cả cái phần ở trong hình tròn luôn. Giờ mình sẽ xóa đi và mình chọn cái thử lại cho các bạn xem nhé. Đây mình sẽ chọn cái phần này. Đó, nó sẽ bôi xanh luôn cho các bạn. Mình sẽ thử xem nó sẽ như thế nào nhé. Đó, nó đã bị mất đi. Hình ảnh rất là đẹp. Ok, giờ thì mình sẽ trở ra và lựa chọn cái sửa nhanh này nhé. Ở đây thì nó có 3 cái nút. Nút này cũng vẫn là để chỉnh sửa to nhỏ cái nút mà mình chọn. Còn cái này, cái đầu tiên này là vẫn chọn như bình thường, nhưng khi các bạn thả tay ra cái là nó sẽ tự động chỉnh sửa luôn. Mình sẽ thử nhé. Đây, mình chọn này, mình thả ra cái này. Đó, mình không phải bấm go như ở bên kia, tự nó mất luôn. Còn cái mấy cái hạt như kiểu bong bóng này là khi các bạn bấm vào cái chi tiết nó ở trong ảnh này thì nó sẽ tự động xóa cái phần này luôn. Các bạn có thể thấy nhá. Bây giờ mình sẽ bấm vào cái lá nhá. Đó, nó sẽ mất đi. Các bạn để ý kỹ cho mình. Đó. Rồi. Các bạn cũng không có thể thay đổi cái kích cỡ to nhỏ của cái nút tròn tròn. Đó. Cho nhỏ nó lại, cho dễ. Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong
cách dùng sử dụng phần mềm để xóa bỏ các vật thể không cần thiết ra khỏi bức ảnh. Thì mình xin dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn.